Xin chào bà con nhé. Chế Thanh Bình đi đón hàng cho khách đây. Xe này từ trên Hòa Bình gửi về. Đây, trên Hòa Bình gửi về đây. Đó. Đấy bà con thấy này, ở Tiền Hải có tất cả các tuyến xe. Bà con cứ ở nhà chăn nuôi dế và ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm với Chế Thanh Bình. Chế Thanh Bình đi cơ bà con gửi về này mình đón hết. À, không kể bất cứ thời gian nào, bà con cứ gửi về là Chế Thanh Bình đón. À, bây giờ là gần 12 giờ trưa rồi. À, đây là khách hàng của Chạy Giấy Thanh Bình ở trên Hòa Bình nhé, vượt qua Hà Nội trở về Thái Bình với Chạy Giấy Thanh Bình. À, bởi vì Chạy Giấy Thanh Bình ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm cho bà con một cách uy tín. À, đó, bà con thấy là rất là nhiều hàng gửi về. À, cách đặc biệt là Chạy Giấy Thanh Bình hỗ trợ bà con kỹ thuật một cách đoàn hoàng và tử tế để bà con làm thành công. Bà con thấy là rất nhiều bà con thành công của Chạy Giấy Thanh Bình, gửi hàng về rất nhiều cho Chạy Giấy Thanh Bình nhé. Ở đây anh Bình đi đón ở trên đây là xe từ Hòa Bình. Đấy, từ Hòa Bình về. À, Chạy Giấy anh Bình đi đón hàng là quay trực tiếp cho bà con nhìn thấy. Thì Chạy Giấy anh Bình làm người thật việc thật nhá. Bà con cứ ở nhà chăn nuôi dế ký kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm với Chạy Giấy anh Bình. Chạy Giấy anh Bình làm ăn hoàn toàn là uy tín. À, và cách đặc biệt đó là hỗ trợ kỹ thuật cho bà con. À, bởi vì Chạy Giấy Bình có một phòng kỹ thuật riêng làm kỹ thuật để hỗ trợ cho bà con một cách trực tiếp. À, bà con là cho nên bà con hoàn toàn yên tâm, bất kể mọi giờ giấc nào bà con gửi hàng về Chạy Giấy Bình đều đi đón nhé. Đó, đây hàng dế của Chạy Giấy Bình đây. Rồi, cái bà con chúng tôi dễ thành công nhé. Đây, hàng của Chạy Giấy Bình đón về xong rồi đây, nhân viên đi trở về đây. À, bà con thấy này, bà con này làm ăn này đóng thùng này chưa được để con dế ra thế này. Đó, con dế này là siêu to khổng lồ bà con này. Đó, làm ăn rất đúng kỹ thuật đó, rất to, tỷ lệ một cánh hầu như là 100%, đó 100%, đó bà con thấy này. Đó. Ôi, kính chào bà con nhé, kính chúc bà con trong ngành chăn nuôi dế thành công. Chạy Giấy Thanh Bình luôn luôn cấp giống, hỗ trợ kỹ thuật, hướng dẫn người nuôi và ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm cho bà con một cách uy tín. Đó. Đây bà con nhìn này, con dế rất là đẹp. Đó. Rất là đẹp, to khổng lồ luôn. Đó. To khổng lồ luôn. Đó. Bà con này làm ăn rất đúng kỹ thuật. À, trên Hòa Bình gửi về đây. Thực tế bà con nhìn nhá. Đó. Thực tế bà con nhìn này. Và kính chúc bà con trong ngành chăn nuôi dế thành công. Chạy Giấy Thanh Bình cấp giống, hỗ trợ kỹ thuật và hướng dẫn nuôi cũng như ký kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm cho bà con một cách uy tín. Và kính chào bà con nhé, kính chúc bà con trong ngành chăn nuôi dế thành công. Xin kính chào bà con. Đây, Chạy Giấy Thanh Bình đón hàng đây, nhân viên đã đưa hai thùng hàng về đây. À, giờ tôi sẽ đi kiểm tra nha. Này. Nhân viên vào dế bị ra, điểm là dế bị ra, tôi kiểm tra xem. À, đây. Đây. Này, bà con đóng hàng lưu ý nhé. Tuyệt đối là không được để thùng như thế này. À, bà con biết là con dế nó bò ra, nó bò đi. À, đó, bà con để thùng như thế này thì nó bò. Đây là cái lỗi này là không, bà con không cẩn thận này. Bà con sẽ dùng ghim bắn vào đây nhé. Đó, bắn vào đây. Đừng dùng cái này, bà con bắn trực tiếp những cái này vào đây, lấy kim bắn vào đây thì nó kín. Đừng để rách như thế này nhé, bà con nhìn này. Đó, bà con nhìn này. Đó. Con dế thì rất là tuyệt vời. Đó. Rất là to. Kiểm tra. Đây, con dế, đúng con dế to. Nhưng mà đóng hàng chưa cẩn thận. Bà con này làm rất đúng kỹ thuật này. Con dế to khỏe này. Đó. Rất là to. Đó. Con dế làm theo kỹ thuật của Chạy Giấy Thanh Bình thì là con dế siêu to khổng lồ luôn. Chạy Giấy Thanh Bình giờ sẽ làm. Đây là cơ sở 1 và cũng là phòng kỹ thuật của Chạy Giấy Thanh Bình đây nhá. Chạy Giấy Thanh Bình đây bà con. Đây là cơ sở 1, cơ sở thu mua và là phòng kỹ thuật. Bà con đến đây, rất nhiều bà con ở các tỉnh đến đây biết rồi. Đó, đây, giờ hàng đã về đây. Đó. Ta xuống đi.
này, con thấy chưa, con dế siêu to khổng lồ đó, rất là khỏe, rất là khỏe, to. Bà con cứ ở nhà nuôi dế và kỹ thuật của dế Vĩnh Bình thì bà con biết rồi, hoàn toàn yên tâm. Này đó, rất là to, khỏe, đẹp. Đó. Đây này, con dế đực nó như thế này rồi bà con này. Đó, con dế cái còn to thế này nữa. Đó. Bà con hoàn toàn yên tâm nhé. Đó. Rất là nhiều. Tiếc quá. Bà con này đóng không cẩn thận, kỹ thuật làm rất tốt. Nhưng mà đóng không cẩn thận. Đây là cơ sở 1 nhé, cơ sở thu mua phòng kỹ thuật của trại dế Thanh Bình. Đây là bà con này ở trên Hòa Bình gửi về đây, đóng hàng rất là tốt, con dế nó rất là tốt nhưng mà đóng hàng của này. Đó là cửa này con dế ra, nhân viên trên báo về ra rất nhiều. Đó, đây là lỗi này. Chúng ta đóng lên dư lên một tí và dùng súng kim bắn như thế này. Bắn tạch 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 như này là đảm bảo kín mít, không bao giờ con dế nó ra. Kỹ thuật của em này nuôi cực kỳ tốt luôn. Dế Vĩnh Bình là người dạy cho em nuôi đây. Đó, con dế đực to như này. Đó, còn thấy cái còn to nữa. Đó. Nên là bà con làm rất tốt. Dế Thanh Bình nhá, ký kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm cho bà con một cách uy tín. Tôi là chủ trại đây. Người đứng lên thu mua cho bà con và hướng dẫn bà con, dạy kỹ thuật cho bà con. Bà con hoàn toàn yên tâm nhé. Nhiều bà con ở các tỉnh trở về Hà Giang, Tuyên Quang, Hòa Bình, Phú Thọ, tất cả rồi Hà Tĩnh, rồi Thanh Hóa, rất nhiều bà con đã về để hợp đồng bao tiêu sản phẩm với Dế Vĩnh Bình. Tôi sẽ là người dạy kỹ thuật trực tiếp để cho bà con chăn nuôi, sẽ thường xuyên hướng dẫn bà con. Đó. Và Hưng Yên rất nhiều tỉnh nhé, vượt qua hết Hà Nội để trở về với Dế Thanh Bình. Bởi vì trại dế Thanh Bình làm ăn là hoàn toàn là uy tín. Ấy nặng đi. Nè, bà con thấy con dế to đấy, dế Thanh Bình siêu to khổng lồ luôn đó, bà con nhìn thấy không, rất là khỏe đẹp đó, nên bà con hoàn toàn yên tâm. Đây là cơ sở 1 của Dế Thanh Bình, Đông Minh, Tiền Hải, Thái Bình nhé. Đó nên bà con hoàn toàn yên tâm. Tôi kính chào bà con nhé. Chúc bà con trong ngành chăn nuôi dế thành công và gửi hàng thường xuyên về cho trại Vĩnh Bình. Bà con thấy Vĩnh Bình đón rất nhiều hàng từ bà con rất tỉnh. Đây con dế đực, bà con thấy chưa, siêu to khổng lồ đây đấy, bà con thấy không, cứ làm đúng cho những cái gì trại Vĩnh Bình hướng dẫn thì Vĩnh Bình sẽ hướng dẫn trực tiếp qua video Zalo hoặc Messenger để cho bà con làm, và để Vĩnh Bình sẽ nhìn thấy con dế của bà con phát triển như thế nào thì Vĩnh Bình sẽ chỉ bảo bà con cách tận tình và chú đáo để bà con có những sản phẩm như thế này. Đó, đây là người ở trên trên Hòa Bình gửi về, bà con thấy là các trại vệ tinh của trại Vĩnh Bình hoạt động rất tốt, và làm rất là uy tín. Đó, gửi hàng liên tục về cho Vĩnh Bình. Đó, con thấy cái cá này, cái to như này, khỏe như thế này, con thấy không? Cái đực khỏe như này, cái cá như thế. Đưa vào đây. Tôi kính chúc bà con trong ngành chăn nuôi dế thành công nhé.
cái anh Bình ký kết hợp đồng và bao tiêu sản phẩm cho bà con cách uy tín và hướng dẫn bà con kỹ thuật nhé.